Vâng, em chào cô bác và anh chị nha. Hôm nay thì em xin giới thiệu đến cô bác và anh chị một mô đất đã khá là đẹp gần trung tâm, mặt tiền đường dài. Đất này có diện tích là 2.000 m². Thì cái hướng này sẽ chạy ra tới trung tâm trường chợ thì nó chỉ có 600 m thôi. Nó ra tới đường tỉnh lộ 725 và trường cấp 1, cấp 2. Trường lớn luôn nha các bác. Đó, ngay trung tâm trường chợ luôn. Cách có 600 m là ra tới tỉnh lộ rồi. Thì đây là cái đám đất của mình. Đất của mình đây thuộc xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Sẽ là được đây, bắt đầu từ đây chạy qua bên kia thì cái mảnh đất của mình có khoảng 50 m mặt tiền đường này nha các bác. Thì chạy sâu của nó sẽ được là 40 m. Đó, chạy sâu là 40 m, mặt tiền đường là rơi vào tầm 60 m mặt tiền đường ô tô. Đường này thì đang được đổ đá cấp phối này các bác. Đó. Thì sẽ lên bê tông. Đường này sẽ chẳng chạy thẳng ra tới đập thủy điện sông Đồng Nai 2 nha các bác. Và cái đường này là đường đi liên thông luôn. Đó. Khu vực là khu vực đông dân cư. Và cái hướng này chạy ra tới trung tâm trường chợ thì có 600 m này. Thì đường điện nhà nước là chạy dọc đường nha các bác. Đây, đường điện nhà nước là chạy dọc đường này. Đó, đây khu vực dân kéo vào nhà này. Đó, nhà dân. Lô đất này thì chạy dọc đường là phun, nên phun thổ cư, đất mình phun thổ cư luôn nha các bác. Trong đất hiện trạng là đang được trồng cà phê. Cà phê rất là đẹp. Đây, cà phê và bơ. Xem đấy là bơ nha các bác. Đó. Đây, toàn bộ là bơ này. Cà phê rất là đẹp luôn. Đó, một hàng bơ, hàng cà phê. Bơ này. Thì đây là bơ được thu các bác nhá. Đất mình thì giáp với cái ao bên dưới kia thôi. Ao là của chủ đất nhưng mà chủ đất không bán cái ao, chủ đất để lại cái ao để sử dụng. Thì người ta sẽ bao sổ sách cho mình, bao tách sổ cho mình nha. Diện tích là 2.000 m² này, chủ đất đang bán với cái giá là 600 triệu một sào nha các bác. Mặt tiền đường dài, sổ sách đầy đủ. Và đất là lên phun thổ cư luôn. Đất của mình là thế đất lài nha các bác. Đó. Chạy dài qua bên này, gần cái cây cột điện này thì được nằm vào là 50 m. Và chạy sâu là hơn 40 m các bác. Đấy. Thì trước là cũng có một anh khách là anh tính mua cái đám đất này rồi. Vì lý do là chủ đất muốn cắt là cắt xéo ra đường như thế này. Nhưng mà anh mua anh không chịu, anh muốn cắt thẳng từ đường vào. Nhưng chủ đất không có chịu. Thế nên anh ấy đi mua chỗ khác. Thì bây giờ chủ đất đã đồng ý là cắt thẳng với đường rồi. Cắt thẳng với đường luôn. Không có xéo nữa. Thì đang bán là 600 triệu một sào. Thì hai sào này nó rơi vào là 1 tỷ 2 nha các bác. Sổ sách là đầy đủ. Cà phê, cây ăn trái, là bơ. Đó. Ngay trong khu vực trung tâm luôn. Cách tỉnh lộ 725 rơi vào chỉ có 600 m các bác. Đây bơ.
Airbus B034. Đó. Rồi, các bác quan tâm đến mảnh đất này thì liên hệ qua cho em nhé. Diện tích là 2 sao, ngay khu vực trung tâm trường chợ. Mặt tiền đường nó rơi vào tầm 50m, chạy sâu là hơn 40m. Đó, toàn bộ đất của mình đây. Đường là đường đi liên thông, ô tô vào tận nơi nha các bác. Đường đang chuẩn bị đổ bê tông này. Rồi em cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi nha.